Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lã ra đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc các bạn đang xem video có một ngày thật tốt lành nhá. À, mấy video mình đăng gần đây tự dưng view nó lại lên các bạn. Nên là mình thấy khá là vui và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn rất là nhiều nhá. Có một số bạn thì kêu rằng là đã bỏ xem mình mấy năm rồi và hôm nay thì quay trở lại xem mình. Đấy, không phải sao tự dưng YouTube lại đề xuất lên các bạn. Thì nói chung là biết nói gì hơn bây giờ các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Và hôm nay thì mình vẫn đang tiếp tục đi leo danh đây. Thách đấu thì mình lên rồi nên là mình cứ leo cùng với lại viewer thôi. Chắc là sẽ có một vài bạn sẽ nhận ra tên của mình trong video này. Ví dụ như là bạn Ali hay là Tấn hay là Ly Trường. Tại vì những bạn này thì cũng yêu cầu kết bạn tới mình xong rồi mình đồng ý thôi mà. Thì cái chương trình mà chơi cùng viewer ấy thì mình cũng đã nói với các bạn từ rất là lâu rồi. Đó là mình có để một cái ID nick của mình bên dưới phần comment và mình sẽ ghim nó. Khi nào mà các bạn mà muốn chơi cùng với mình thì các bạn có thể gửi lời kết bạn tới ID đó. Và nếu như mình mà còn slot kết bạn ấy thì mình sẽ đồng ý. Xong rồi chúng ta vào chúng ta leo và chúng ta chơi chung nhá. Thì thường thường là cứ sau mỗi một mùa danh ấy thì mình sẽ xóa hết bạn bè một lần và mình sẽ kết bạn lại những người bạn mới. Đấy, nên là thường thường thì một mùa thì sẽ có những người khác nhau nha các bạn nha. Rồi, hết rồi. Không còn. Đấy, lút đồ rồi đã. Hôm nay thì team của mình các bạn ý vào kho quân sự. Kể ra thì cũng nhàn, không có gì hết. Tại vì nãy giờ có gặp ai đâu, gặp đúng hai người mà mình gọi là xử lý hết luôn rồi. Ban nãy thì có cây pha mát khá là ngon nhưng mà mình đang phân vân giữa việc nên bắn pha mát hay là nên bắn Ska. Tại vì hai cái đấy nó đang là hai cái súng mà khá là mạnh trong game này. Thôi nói chung là nếu như mà tí nữa mà mình nhặt được pha mát thì mình sẽ đổi nha. Vì là mình cũng đang hơi muốn bắn pha mát các bạn. Yo. Nhưng mà đồng đội của mình không có ai đấy. Ê. Rồi, go away. Từ từ thôi bạn. À, đồng đội của tôi ơi, nè. Ui, có địch. Ok, tục luôn. Trời ơi, mình mà cầm mà 1014 thì mấy bạn này làm gì mình có cửa các bạn. Không biết là sắp tới mà cái cây M1014 này mà kết hợp với lại cái con nhân vật mới mà phá giáp bằng với lại lượng sát thương gây ra thì nó còn bá đạo tới mức nào nữa không biết. Chắc là lúc đấy sọt gắn nó sẽ lên ngôi khá là nhiều đấy các bạn. Rồi, lút đồ. Mấy thanh niên này thì vẫn gục thôi, chưa có lia nha. Rồi, có Ska này, bắn tạm Ska, tí nữa sẽ đổi qua pha mát sau. Nếu như mà mình còn gặp pha mát, nếu như mà không gặp pha mát thì thôi chịu thôi các bạn ơi. Cứ làm gì được bây giờ. Ok đấy. Đấy. À, con rời này. Bình tĩnh bạn, làm gì mà căng. Đồng đội mình đang tới đây rồi. Hình như là đồng đội mình giải quyết rồi hay sao nhỉ? Phải không? Thôi để mình ra mình giúp đồng đội mình chứ. Đông nha. Bình tĩnh nha đồng đội nha. Đồng đội mình làm hết rồi à? Cục đá còn một người kìa. Cục đá còn một người nha. Đây rồi. Mình đã có lại pha mát rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết pha mát nó mạnh tới mức nào nha các bạn nha. Nào, đâu rồi, những cái đâu rồi. À, đây. Bắn đi bạn. Chán chưa? Bạn chỉ có một mình thôi. Ê. Cục đá có một người nha. Ê, móc hay đấy. Cục vậy à? Nhanh thế. Rồi, xong rồi. Bên kia có một người. Rồi, gục. Yếu. Bông keo có một người. Ê, phía sau còn một người nữa kìa. Team này các bạn ấy đi có vẻ giải rác ta. Hình như mình vừa mới thấy một thanh niên bay sao nhỉ. Ô, hai người à. Ê, cái chàng này. Yếu lắm rồi, yếu dã man rồi. Với máu chưa. Rồi, xong. Q4 hi hi luôn kìa các bạn. Không biết phải Q4 thật đâu hay là Q4 pha kè.
Này như là Parker rồi các bạn ơi. Cũng là cú 4 hi 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 đấy, nhưng mà hình như mình thấy nó hơi lạ các bạn. Bạn nào biết thì comment cho mình biết với nha. Rồi, chắc quanh đây hết rồi đấy. Ý. Đồng đội ơi là đồng đội ơi. Cover thì phải cover nó nhiều nhiều đam một tí. Cover gì mà toàn lát hit không à. Còn không? Mình nghĩ là trên đồi sẽ vẫn còn người nha. Tại vì trên đồi gục ở trên đấy mà. Tầm này chắc là mấy bạn ấy sẽ đi chung rồi. Gần bao cuối rồi. Đây mình sẽ lên mình check cho. Ê. Biết ngay mà. Thôi chim cút về các bạn ơi. Ê. Chết cha rồi. Dính bẫy rồi. Chết cha rồi các bạn ơi. Ồ, mày quá, mày quá. Alo, alo. Chim sẻ gọi đại bàng. Các bạn đồng đội của tôi ơi, trên đấy có 3 người lận nhà, đông lắm nha. Ở kìa, không đúng không? Rồi, gục 1. Gục 1, gục 1, gục 1. Rồi, xong 1. Ông đồng đội của mình nhớ mới lao lên đấy các bạn. Rồi, mình đang chạy không được. Phải lao lên đấy làm cái gì? Ê, từ mình cứu. Rồi, xuống đi. Trên đấy mình biết là đông người nên mình phải chạy thôi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà các bạn. Từ đã. Chủ nhà cái đã các bạn. Ôi rồi ôi, ông số 4 team mình lại gục nữa kìa. Kèo này là căng đét. Lên không? Mình vẫn còn xu nhưng mà từ từ, bây giờ dưới nhà đông lắm. Kìa, thấy không? Ôi. Đâu rồi? Ôi giời ơi, lại gục nữa kìa. Các ông ơi, tôi hết xu rồi các ông ơi. Các ông mà chơi thế này. Giời ơi. Bò giết các bạn. Tội bạn đi ghê. Rồi, ok đấy. Ok, trên đồi gục này. Rồi, xong luôn. Gục thêm một người nữa rồi, gục thêm một người nữa rồi. Ê, vẫn còn à? Vẫn còn nha. Hay. Được. Đồng đội mình cover quả được thế nhờ. Rồi, ok rồi. Ừ, người kia. Bạn này có vẻ như là di chuyển thấy nó cứ khựng khựng đấy. Kỹ năng dự đoán chắc là không cao đâu này. Ok. Đồng đội của tôi ơi. Cover kiểu này là chết dở rồi. Cover thế này thì ai mà đỡ cho được. Chút cana thế nhỉ. Còn không? Yêu. Đồng đội mình lại hạ gục nữa à? Bạn Tấn này có vẻ chơi được đấy. Nãy giờ thấy vẫn chưa gục lần nào đâu các bạn. Trên nhà bo rồi. Rồi, gục rồi. Ok, phải cho mình một kill chứ. Mình nãy giờ góp công, góp sức nhiều như thế mà các bạn không cho mình làm sao mà được. Đây, lên trên này nè. Đồi bên kia nha. Mặc dù mình nói đồng đội mình không nghe thấy, nhưng mà thôi mình cứ nói cho nó thành cái thói quen các bạn. Sau này khôn tim cái thứ nó dễ. Đây, có người nữa này. Nó yếu đó. Yếu lắm rồi, yếu dã man rồi, yếu cực kỳ. Ui. Ê, bắn cực kỳ ghê vậy ta. Sợ thực sự à. Đang còn đầy cây máu mà không biết là ông ấy bắn kiểu gì mà cái mà đi luôn. Hay quá. Cảm ơn các bạn đồng đội nhiều nhá. Đây rồi, cơ hội phục thù của mình đây rồi. Các bạn ơi, mình tới đây. Còn 9 người, team mình còn 3 người. Vâng, còn 8 người. Như vậy là team mình sẽ vẫn lời các bạn.
Đây, mình xuống đây. Đấy rồi, thế như này. Nó yếu. Ngục 1. Bơm kịp không? May quá, bơm kịp các bạn ơi. Xung. Được không, đồng đội tôi ơi. Ủi rồi. Thế là mấy bạn này bạn ấy cứu được rồi. Mình bắn cùng 1 nhưng mà kia bạn ấy cứu nhanh quá. Quả này mà đồng đội mình ở đây thì có phải là ngon được không? Hay. Bạn nãy mà cái lúc mà mình xuống mà đồng đội mình ở đây chắc là giải quyết được hai thiên nhiên này rồi đấy. Mấy bạn ấy đi đâu? Mấy bạn ấy làm mình nằm xuống rồi các bạn ấy mới tới. Chứ không mà cái quả đấy mình bắn gục 1 rồi mà. Hay. 5 người, team mình còn 3 người. Địch còn 2. Còn máy cứu kìa, nhưng mà không biết đồng đội mình còn xu không? Bạn ấy hết xu rồi này. Chắc là khỏi cứu mình quá. Không cứu được rồi các bạn ơi. Hay. Bỏ ra luôn rồi. Thôi. Chắc là hôm nay một trận thôi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhá. Chứ mình bắn nữa mình sợ lại gãy lắm. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.